tất cả các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với kênh 3T TV, mình là Tín. Và hôm nay mình dự định cho các bạn đến với một trải nghiệm uống cà phê mới, đó là cà phê Đường Tàu ở bên Hà Nội. Thì hôm nay mình sẽ đi từ Đông Anh sang Hà Nội bằng xe buýt trên phố Lâm. Đi sang Long Biên và bắt xe tiếp đến quán. Vâng, các bạn hãy đợi mình trải nghiệm nhé. Các bạn có thể dùng Google Maps để xác định vị trí của cà phê Đường Tàu. Nhưng xin lưu ý là nếu các bạn đánh cà phê Đường Tàu thì sẽ không được kết quả như mong muốn. Mà hãy đánh là Train Station Coffee, tên một quán ở trên khu vực cà phê Đường Tàu. Thì các bạn sẽ ra kết quả mong muốn, đó là cái vị trí gần giữa ngã ba giữa Lý Nam Đế và đường Trần Phú. Cà phê Đường Tàu chính là tên gọi của dãy các quán cà phê nằm sát đường tàu cắt ngang qua khu vực đường Trần Phú. Ngõ đường tàu vẫn đông các bạn ạ. Vâng, có rất nhiều hot girl các bạn ạ, rất nhiều hot girl đang thảo đăng chụp ảnh. Thường thì nếu các bạn đi xe máy thì sẽ gửi xe ở đầu đường và đi bộ vào. Hôm nay mình đi xe buýt, mình sẽ không gửi xe. Vâng, có rất nhiều hot girl các bạn ạ. Vâng, rất xinh ạ. Có cả người nước ngoài này, rất nhiều Tây này. Vâng, các bạn vừa nghe thấy những lời mời chào bằng tiếng Anh ạ. Em có bạn rồi, có bạn. Vâng ạ, mọi người tràn hết cả xuống đường tàu để tạo dáng chụp ảnh. Vâng, như trên TV cũng đã nói mà do cái con đường này rất là hẹp và mọi người ngồi sát hai bên nên lúc tàu chạy qua rất là nguy hiểm. Nhưng mà chính vì cảm giác mới lạ như vậy nên thách thức trí tò mò của du khách mà. Và có lẽ chính vì vậy mà cái mô hình cà phê này nó vẫn đang tồn tại và rất thu hút được mọi người đến mà trải nghiệm. Vâng, mà mình đã tìm thấy bạn mình. Mình sẽ vào quán ngồi các bạn nhé. Vâng ạ, cho em một cà phê sữa anh ơi. Vâng, cà phê sữa ạ. Đây là cà phê sữa các bạn. Cà phê sữa 30.000. Và chủ quán nói khoảng 20 phút nữa có tàu đến. Các bạn hãy đợi xem cảm giác tàu chạy qua ngay trước mặt mình như nào nhé. Vâng ạ. Cà phê ở đây thì chắc cũng không khác gì những quán cà phê khác của Hà Nội. Nhưng mà điểm khác biệt đây là cái cảm giác mà bạn ngồi sát ngay đường tàu để uống cà phê và uống mà đợi tàu đi qua. Cô ơi đây ạ, cô áo đỏ ơi, đây ạ. Đội phạt cả phố quay lại đi. Ở đây thì mình thấy là các cái menu đồ uống ấy thì đều được viết tất cả bằng tiếng Anh. Vâng, mục đích chắc là để thu hút khách nước ngoài. Vâng, ở đây có rất nhiều khách nước ngoài các bạn ạ. Mình thấy đây cũng là một cái nơi để các bạn trẻ có thể lên đây để rèn luyện thêm ngoại ngữ của mình, có thể nói chuyện với Tây để rèn luyện thêm ngoại ngữ của mình. Ở đây thì tất cả các cái bạn mà làm nhiệm vụ mời khách ấy, thì các bạn đều có thể nói được tiếng Anh hết cả. Và thỉnh thoảng thì các bạn nói được tiếng Hàn. Mình thấy đây là một môi trường làm thêm rất là tốt để các bạn sinh viên có thể trau dồi thêm vốn ngoại ngữ của mình. Nếu mà mình giờ mà là sinh viên thì chắc mình cũng sẽ lên đây để làm thêm và tập nói tiếng Anh. Các bạn nhân viên của quán còn rất là trẻ và mình nghĩ chắc là các bạn sinh viên thôi. Và ở đây thì cũng có thỉnh thoảng có các chị bán rong, bán bánh rán. Còn khoảng 5 phút nữa thì tàu sẽ đến nên mọi người đang ngồi hết ra bên ngoài để có thể là ngắm tàu được rõ hơn. Mình thì đã ngồi ở ngoài từ trước rồi. Nhưng mà không biết là lúc tàu chạy qua thì mình có thể ngồi nguyên vị trí như này hay là
phải di chuyển vào bên trong một chút. Và hiện tại thì vẫn có một số các bạn vẫn ngồi trên đường tàu. Vâng, và theo thông tin thì tàu sắp sửa đến. Các bạn nhân viên đang hướng dẫn khách không ngồi sát đường tàu, và mình cũng đã phải đứng lên và gập ghế đứng sát vào quán. Mấy phút tàu thì gấp ghế lên đứng tạm lên nhé, cho nó bọ, cho nó an toàn. Mọi người đang rất hào hức chờ tàu đến. Và nhân viên của quán thì đều đang nhắc nhở mọi người đứng sát vào quán để đảm bảo an toàn. Đợi người ta phải dẹp trước chứ. Đây đầu tàu các bạn ạ, mình sẽ đếm thử xem tàu bao nhiêu toa các bạn nhé. Và một đầu tàu các bạn ạ, cũng không dài các bạn nhỉ. Và nếu tàu đi theo hướng này thì mình nghĩ là sẽ đi qua Long Biên rồi sang bên Gia Lâm, có thể là đi Hải Phòng các bạn ạ. Ngày xưa thì mình cũng từng đi tàu một lần về Hải Dương rồi, vâng, về Cẩm Giàng. Và khi tàu đã qua rồi thì mọi người lại có thể ổn định chỗ ngồi, có thể ngồi sát đường tàu và thỏa sức chụp ảnh và đợi con tàu tiếp theo đến. Vâng, đằng xa thì mình thấy một đôi tạo dáng rất là chuyên nghiệp, các bạn đặt chân máy và hóa sức tạo dáng nhìn có vẻ rất là chuyên nghiệp. Bây giờ thì mình mới để ý thấy là cánh cửa căn nhà đối diện có ghi lịch tàu chạy các bạn ạ. Vậy hôm nay là thứ bảy. Chuyến vừa rồi là chuyến 16:30 và chuyến tiếp theo sẽ là 17:45, tức là 1 tiếng 15 phút nữa các bạn ạ. Chắc là mình không đợi được rồi. Các bạn có thể tham khảo cái lịch tàu chạy vừa rồi để sắp xếp thời gian lên đây một cách hợp lý, tránh phải chờ đợi. Thế vào buổi tối ở đây thì còn lên đèn thì còn đẹp hơn nữa các bạn ạ. Các bạn vừa cùng trải nghiệm cảm giác uống cà phê cạnh đường tàu, cảm giác rất thú vị phải không các bạn? Mọi người ở trên này thì rất nhiều đồ phông nền để cho các bạn có thể là rất sáng tạo, sáng tạo cũng anh đẹp chất. Vâng, các bạn hãy thử một lần lên đây và cảm nhận nhé. Vâng, nếu các bạn cảm thấy video này thú vị thì xin hãy like và share và cùng đăng ký kênh để ta sẽ gặp lại nhau ở video tiếp theo nhé. Chào tất cả các bạn. Mình vừa đi ăn ở phố Đình Ngang gần đây các bạn ạ. Và trên đường bắt xe buýt về nhà thì mình lại đi qua đường tàu. Và trời cũng gần tối rồi mà phố đã lên đèn, rất lung linh các bạn ạ. Bạn cũng có thể trải nghiệm lên đây vào buổi tối thử xem sao nhé.
Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại.